Hello các bạn ở bên channel của mình. Thì hôm nay mình giải đáp một số câu hỏi như thế này về 4 thắng đĩa trước của Alex EGS và 4 thắng đĩa của Exeter 135 và 4 thắng đĩa của Seawood có thể xài chung dùng chung với nhau hay không. Rồi có một bạn được rồi mình có thay 4 thắng đĩa của chiếc Seawood á, thì có bạn hỏi mình á là 4 thắng đĩa Exeter 135 có thể xài chung với Seawood được không? Nhưng mà bạn không nói là đời nào. Bây giờ mình sẽ trả lời thắc mắc cho bạn. Thì như thế này, theo mình biết mình đã từng thay rồi, là Exeter 2010, là Exeter 2 càng á, ra cái đời trước á, 2010 là có thể dùng chung 4 thắng đĩa trước, dùng chung là với thằng Seawood nha các bạn. Đây là 4 thắng đĩa nè, 4 đĩa trước của thằng nè, mất nét rồi này, đâu Seawood R và Exeter là đời 2010 nha các bạn. Đời 2010 Exeter 2010 là xài chung với 4 thắng đĩa Seawood 2010 nha, xài chung 4 thắng đĩa của Seawood đó. Đây là 4 thắng đĩa thay cho xe Seawood nè, là mình có làm clip mình thay rồi đó, Seawood R dưới 4 thắng đĩa chiếc Ed 135 đời 2010 đời 2 càng đó, là có thể dùng chung 4 thắng như thế này đó, là có thể dùng chung nha. Còn từ 2012 trở lên, đây là 4 thắng đĩa Exeter 2012, đây 4 thắng đĩa trước 2012 là hoàn toàn khác nha. 4 thắng đĩa này không thể gắn vô Seawood, mà nếu mà chế lại một số vấn đề là có thể là dùng chung với Seawood nha các bạn. Ủa, dùng chung với Exeter. Đây là Exeter 135 đời 2012 trở lên. Còn đây là dùng cho là Novo, xe Novo LX nha, Novo LX Exeter 2010 và Seawood. Seawood đời mới, đời không phải FI nha, GC gì đó, là có thể dùng được. Các bạn nhìn hai cái 4 thắng nè, rất là khác nhau, thấy không? Nhiều đời nó khác nhau lắm, không thể xài chung được. Nhưng mà Seawood hiện tại GC, không tính FI nha, và Exeter 2010 là xài chung nha các bạn, là 4 thắng đĩa trước nha. 4 thắng đĩa trước của Seawood hiện tại GC, không tính FI nha, và xe Exeter 2010 là xài chung một 4 thắng đĩa. Còn đây là 4 thắng trước của Exeter 2012, đây là 4 thắng Exeter 2010. Các bạn thấy khác nhau sao? Đây để mình chứng miếng 4 nè, 2012, 2010, Seawood luôn. Bạn thấy khác gì không? Đặc chung thì cửa này kia thì nó giống nhau, các bạn thấy không? Đó, nói chung vẫn gắn được, ẹt với nhau vẫn xài chung được, nhưng mà chế mài mòn nhiều thứ lắm. Các bạn thấy hai miếng này ơi, ở đây có cửa nè, ở đây không có, nhưng vẫn xài được nha, nhưng phải chế lại rất là nhiều, mài cái này kia lại để xài thôi. Cái hàng này á, hàng bên đây á, thì xài cho Noel lợi ích đồ được luôn nè, Exeter Seawood đó, bên này vẫn xài được luôn, nhưng mà sao mình gắn vô là không được thôi. Tay nào giờ mình gắn bố á, đâu có đó đàng hoàng. Các bạn thấy Exeter 2012 nè, như cái này là Exeter 2010, Seawood khác, hoàn toàn khác nhau nè, một miếng bên đây thôi nè, một miếng nè, thấy không, là nó khác nhau đó, đâu có giống gì đâu. Bên đây có cửa, bên đây không có cửa. Cái cửa chứ rất là quan trọng nha các bạn, nếu mình muốn xài là phải chế lại, phải mài bỏ. Và đến vấn đề gì, tại vì bên kia người ta thiết kế, nếu các bạn để cửa này gắn vô dướng
Trời ơi, kỹ sư người ta tính dữ lắm chứ không phải mà tự nhiên cái xài cũng cùng dòng Exeter như nhau mà tự nhiên ra bố thắng bên này không có cửa, bên này có cửa, chỗ này có cửa bằng nhau mà tại sao bên kia không có? Có vấn đề gì đó người ta mới chế như vậy. Nè, hoàn toàn khác nhau. Bố thắng ha Exeter 2012. À, còn này là xài Exeter 2010. À, Novo LX rồi rồi Sirius, Sirius V. Còn Sirius là sao là xài bố thắng khác nữa các bạn. Nè, thấy khác nhau không? Nó còn cái miếng ở bên này á thì cửa giống nhau. Cửa giống nhau, cái lỗ khác nhau nè, thấy không? Đâu phải xài thí xài đại, thấy giống nhau là ghim vô là xài đâu các bạn. Không. Không được, xài như vậy không được. Bạn là thợ nếu mà bạn thay như vậy á, là bạn là đặt tính chất á, là bạn cố tình kiếm tiền. Bạn thấy người ta hoàn toàn khác nhau, thấy không? Chỗ này có cửa, chỗ này có cửa nhưng chỗ này có không? Chỗ này có không? Không bao giờ. Nếu mà muốn gắn á, là các bạn phải chế lại. Rồi cái lỗ ở đây khác nhau nè. Gắn được không? Vẫn gắn được. Nhưng cái đó là cố tình làm như vậy. Rồi sau này á khi mòn bố thắng á đâu phải người khách xài á, người ta xài một chỗ tiệm sửa xe đâu, người ta đi chỗ khác nữa. Rồi khi tháo ra mấy người thợ cứng á, người ta sẽ dòm cái bố thắng, người ta đánh giá tiệm sửa xe mình như thế nào. Đánh giá có nghĩa là đánh giá làm sao, trời ơi thằng này nó xài thí xài đại không, gắn cho có để kiếm tiền lấy tiền người ta đó. Nên nói với bạn là bố thắng khác nhau người bạn, đời nào nó theo đời nấy chứ không phải là xài xài giống nhau được, giống nhau chỉ một phần nào đó thôi, nhưng mà nếu muốn xài như nhau phải chế lại chút đỉnh, nhưng mà chế lại á gọi là nó sẽ mất thẩm mỹ đó. Đây là xài cho Novo LX nè với Sirius, đây là Novo LX nè anh trên đây có để không, nhưng mà trên đây để nhưng mà vẫn xài đâu có đó nha. Sirius EG nó Exeter, Exeter này á, nó không có để lại Exeter gì nhưng mà đúng là Exeter 2010 nha các bạn, 2010 hoặc là 2009 gì đó, mấy bố thắng đời đầu dưới Novo LX là bố thắng này không. Còn đây là bố thắng Ed 2012, Exeter 2012 trở lên không, nhưng mà vẫn xài cho Ed 2010 được, bên này vẫn xài Ed 2010 được luôn, nhưng phải chế lại chút đỉnh mài mòn. Thấy thấy cái lỗ với cái cửa này nó khác nhau không? Thấy mất thẩm mỹ rồi đó. Rồi bỏ qua hàng này, còn về bố thắng của Alex, Alex và EGS, trong một lần mình thay bố thắng cho người cho khách là khách có mua bố thắng về cho mình, là không biết trên tiệm mua tùng bán làm sao mình không biết, là bán về bữa đó hình như là thay cho chiếc em lắc là AB á đời đầu, nhưng mua mua bố thắng về đưa cho mình là cặp bố thắng có EGS đó. Rồi đây là không phân biệt được nha, nhưng mà tiệm bán phụ tùng á là người ta luôn lúc nào người ta cũng tuyển lính lính để bán phụ tùng chứ chủ không bao giờ bán nha bạn. Rồi đây để mình phân biệt cho các bạn xem bố thắng mới nha, xé ra cho bạn coi. Đây là bố thắng của em lách đời đầu nè đó, dòm ngang thì nó rất rất là giống với bố thắng EGS nha các bạn. Cách phân biệt làm sao? Khác bề nè, người ta ngược hết trơn à, người ta không có giống, thấy không? Cái bạn mua bố thắng á, thì phải nói chủ á, sao chứ đừng có để lính nó đưa ra là sao hoàn toàn nè. Bố thắng EGS Alex các bạn thấy hoàn toàn khác nhau không? Đây miếng mặt bên bên kia nè, thấy không? Nó khác bề nè, đâu có giống đâu, nhưng mà khi khi nằm ở trong bọc thì mình dòm rất là giống nha, dòm ngang là hai 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 thứ nó y gan nhau, nó không có khác gì hết trơn á, nhưng mà dòm kỹ lại nè người ta khác hết trơn à, nè vậy sao gắn con ốc bên này còn thằng này con ốc của bên này rồi sọt làm sao, khi gáp sọt làm sao trời, nó không lẽ để gì để chung nè, ừ để gì chung nè,
Nó chung cửa. Đó, thằng này là Alex đời đầu, thằng này EGS nè. Nó không lẽ để cái gì? Rồi thắng sao? Nhiều bạn mua về nhiều khi mình không biết, đem vô mình nói á, cái lá chảnh tiệm phụ tùng người ta bán là đúng không? Tiệm phụ tùng bán phải không? Phải đem ra cho chủ, lúc tính tiền á cho chủ coi một cái. Nó hoàn toàn khác nhau nha các bạn. Còn đây là miếng dưới nè. Thằng này Alex nè. Thằng này EGS nè. Bạn thấy giống gì? Lật lại thì nó chung bề. Thằng này lật lại còn không giống nữa nè, thấy không? Lật gì nè, gà 2B4 này xài sao? Hoàn toàn gắn không được. Gắn vô là chất quất heo dầu hết. Thấy không? So sánh cho các bạn xem. Nè, chỉ để gì thôi các bạn xem coi nó có khác gì không? Nó khác chiều với nhau hết trơn. Các bạn thấy không? Nó khác chiều với nhau, không có gáp được. Nó thấy không? Thằng này EGS, thằng này Alex đời đầu nè. Nó Alex FFB dẫn sàn này luôn. Nó rồi sao gáp? Được rồi, là có bạn kia mua về là kêu mình gáp. Mình mở ra mình thấy là thôi mua lầm rồi. Cái người ta mới nói là trời ơi, tôi mua cho tiểu phụ tùng tao đưa sao lầm được. Quá sai lầm rồi các bạn ơi. Cái gì cũng vậy hết, nó khác nhau hoàn toàn, nó không bao giờ giống nhau các bạn. Nó giống nhau một một cái nào đó thôi, chứ không bao giờ mà giống nhau hết. Rồi vậy thôi, hôm nay mình nói về cái bốn thắng đĩa. Hồi nãy nói là nói bốn thắng đĩa là ẹt ẹt 135 và siêu út có xài giống nhau hay không. Thì ẹt 135 2010 và siêu út quy là xài chung, còn ẹt 135 2012 trở lên là không xài chung, trừ khi chế lại mới xài chung với siêu út nha các bạn. Rồi mình trả lại cho bạn kia gì đó. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà các bạn thấy kênh mình hay, giúp ích được cho mọi người, chia sẻ được kinh nghiệm, các bạn hãy like, subscribe và nhấn cái nút đăng ký màu đỏ chữ đăng ký ở trên kênh của mình để đăng ký giúp mình nha các bạn. Rồi. Và kênh của mình là nghiêm cấm mọi hình thức mà re-up lại video của mình để đăng lên nha các bạn. Nếu mà các bạn re-up lại á là mình sẽ làm cho kênh của bạn sập kênh á. Tại vì video của mình mới đây thôi, nhưng mà mình thấy là có người re-up lại rồi. Mình chỉ nói vậy thôi. Rồi tạm biệt các bạn.